Ban biên tập xin được gửi lời chào và cảm ơn tới quý vị khán giả đã luôn quan tâm đồng hành cùng kênh Tin Mới. Trong bản tin về tình hình chính trị xã hội trong nước và quốc tế hôm nay, hãy cùng với chúng tôi cập nhật những tin tức nóng nhất đã diễn ra trong 24 giờ qua ở những phút sắp tới đây. Xin mời quý vị cùng theo dõi. Xin chào quý khán thính giả và các bạn đã quay trở lại với Tin Mới. Trong bản tin mới nhất của chúng tôi hôm nay, xin gửi đến quý vị khán thính giả và các bạn nội dung sau. Một cơn lốc xoáy bất ngờ vào rạng sáng nay tại Trung Quốc khiến hàng trăm người bị thiệt mạng và hàng ngàn ngôi nhà bị cuốn bay. Cũng theo thông tin mới nhất trên báo Thanh Niên, từ khi bắt đầu tấn công thành phố Trạng Giang, tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc vào chiều qua, thì cơn bão số 2 đã gây ra những trận mưa như trút nước và cuồng phong với sức gió lên đến 50 m trên giây. Các chuyên gia khí tượng thủy văn Quảng Đông nhận định đây là lần đầu tiên xuất hiện gió mạnh cấp 17 ở khu vực này. Không chỉ dừng lại ở đó, cơn bão số 2 khiến cho 15 người khác mất tích. Tính đến tối qua, tất cả các nạn nhân mất tích đều là ngư dân. Do ảnh hưởng của bão số 2, hàng chục ngàn người phải sơ tán. Đứng trước tình hình bão số 2 hoành hành gây thiệt hại nghiêm trọng cả về người và của, cơ quan cứu trợ lũ lụt và hạn hán của Quảng Đông đã nâng mức độ phản ứng khẩn cấp trước bão lũ lên cấp 1, tức là cấp cao nhất. Đồng thời, Trung tâm Khí tượng Thủy văn Quốc gia của Trung Quốc dự báo rằng cơn bão này có thể sẽ gây mưa lớn đến 280mm trong ngày hôm nay tại một số khu vực trong tỉnh Quảng Đông. Đáng lo ngại hơn, cơn bão số 2 đổ bộ vào Quảng Đông cùng với dịp nghỉ lễ ở Trung Quốc khiến hàng ngàn du khách bị mắc kẹt trên đảo Hải Nam. Tính đến thời điểm này đã có khoảng 70 chuyến bay bị hoãn ở Hải Nam. Bên cạnh đó, tại Hữu Tỉnh, nơi bão mây nội bộ từ hôm thứ Năm tuần trước khi tấn công ở Trung Quốc cũng gây thiệt hại nghiêm trọng. Theo tin mới cập nhật từ cơ quan chức năng Philippines, đến thời điểm này vẫn còn 30 người dân đang mất tích. Thưa quý vị, trước đây Hoa Kỳ luôn được biết đến là một quốc gia hứng chịu nhiều trận vòi rồng nhất trên hành tinh này. Thì có lẽ giờ đây vị trí đó đã bị Trung Quốc xoắn ngôi. Bên cạnh những trận thiên tai như lũ lụt mưa đá cứ đến rồi đi liên tục, gần đây thì liên tiếp một tuần nay có hàng trăm trận vòi rồng với sức tàn phá khủng khiếp, cứ bất biến không chịu rời đi. Với bán kính trải dài khắp cả khu vực miền Tây Trung Quốc, từ Vân Nam đến Cam Túc, những trận vòi rồng đi qua cũng gần như nuốt trọn mọi thứ, cảnh tượng tan hoang khiến cho người dân sinh sống tại các khu vực này lao đao không có nơi để trú thân. Kèm theo đó là những cơn mưa dữ dội làm cho cảnh vật xung quanh tiêu điều chẳng khác nào vừa bị Mỹ thả xuống cho vài quả bom nguyên tử. Thảm họa này cướp đi ít nhất 571 sinh mạng vô tội, làm cho 100.000 người bị thương sau khi nó xé toạc một thành phố ở phía tây bắc của Trung Quốc, khiến nhân chứng tại đây hoảng sợ cho biết. Chúng tôi dường như đang xem một bộ phim khoa học viễn tưởng dài tập ngay tại đời thực. Chưa bao giờ chúng tôi lại thấy nhiều vòi rồng như năm nay. Trung bình một ngày có từ 12 đến 20 cơn vòi rồng có kích thước lớn nhỏ khác nhau, kéo dài từ 20 đến 30 phút với sức gió từ 95 đến 250 km/h. Chúng lồng lộn từ trên cao nguyên Tây Tạng xuống các khu vực dân cư, khiến cho những ngôi nhà và mọi thứ đều cuốn hút bay lên không trung. Với tốc độ sức gió khủng khiếp ở trung tâm, chấn động của trận lốc xoáy này đo được là 170 km/h. Đó là giới hạn tận cùng trên các thang biểu của dụng cụ chuyên dụng để đo gió lốc. Điển hình, nhiều video của người dân ghi lại trận vòi rồng vào ngày hôm qua cho thấy cơn lốc xoáy quét qua một trung tâm thành phố sầm uất của tỉnh Vân Nam, khiến hàng loạt cây cối bị bật gốc, thậm chí những cây nhỏ vừa được trồng sau những trận thảm họa trước đó chưa kịp lớn. Nhiều cửa sổ của các tòa nhà cao tầng, các bệnh viện bị vỡ tung, thậm chí các mái tôn cũng bị lay. Nhiều đồ vật bị bay lên trời sau đó rớt xuống, cũng như những cơn mưa đá rơi trúng và nhiều người tử vong hàng loạt. Bên cạnh đó thì nhiều xe hơi cũng bị lật đổ ngổn ngang trên đường như ngày tận thế. Theo nguồn tin truyền thông nhà nước Trung Quốc cho biết, trên những mái nhà của tòa nhà cũng bị phá hủy và những đường dây điện bị đánh sập ngổn ngang nằm chồng chéo như một cơn lốc xoáy tấn công tại thành phố. Tuy một trận lốc xoáy chỉ kéo dài khoảng 25 đến 30 phút nhưng nó đã làm thiệt hại nặng nề ở các khu vực mà nó đi qua. Với những đặc thù địa lý của khu vực, những luồng khí khô và lạnh thổi từ cao nguyên Tây Tạng xuống sẽ được đi qua phía đông đến dãy núi và đồng cát và gặp phải các khoảng không khí nóng, ẩm thường xuyên chuyển động phía bắc, sinh ra một chuỗi các hiện tượng về khí quyển rồi sản sinh ra các cơn lốc xoáy liên tục không thể né tránh, ngăn cản hay là che chắn.
vì thông thường tại Trung Quốc, tỷ lệ xuất hiện lốc xoáy không nhiều và hướng các luồng khí nóng tiếp tục dịch chuyển lên phía đông bắc của Trung Quốc, di chuyển nhanh xảy ra trận lốc xoáy với mức gió lên khoảng 220 km/h. Hiện công tác tìm kiếm và cứu nạn cứu hộ đang được triển khai, khi các cơ quan ứng phó khẩn cấp địa phương nhận thông báo vẫn còn nhiều người bị mắc kẹt dưới đống đổ nát và các nhà máy khu vực xảy ra lốc xoáy. Theo Trung tâm Khí tượng Quốc gia Trung Quốc, dưới lãnh đạo Trung ương Trung Quốc cũng ra cảnh báo sẽ xuất hiện thêm dông bão và mưa đá. Mưa bão tiếp theo sẽ kéo dài 60 phút kèm theo lốc xoáy và lượng mưa đo được là 850 mm. Thêm một video khác do người dân ghi lại được cho thấy cảnh một người phụ nữ la hét khi lốc xoáy kèm theo gió giật mạnh cuốn những mảnh vụn bay qua nhà kho. Các mảnh thủy tinh, gỗ, gạch và cây cối cuộn xoáy trong không khí, trong khi người dân cuống cuồng tìm nơi trú ẩn. Thành phố Lan Châu, nơi sinh sống hơn 32 triệu người, đã bị tàn phá. Các đội cứu hộ đang tìm kiếm và cứu hộ những người mất tích. Cảnh tượng tang thương bao trùm lên toàn khu vực. Các chuyên gia tại văn phòng thời tiết tỉnh Cam Túc đang nghiên cứu nguyên nhân của phần lốc xoáy, khi đây là một hiện tượng hiếm gặp trong khu vực. Ban đầu cơn lốc xoáy chỉ xuất hiện dưới đám mây và sau đó phát triển thành một cơn dông rồi trở thành cơn lốc điên cuồng, thường từ rất mạnh hay là siêu mạnh, nên ở đâu có dông dữ dội thì ở đó có lốc xoáy. Cũng có khi nó sinh ra từ một dải gió giật mạnh được gọi là đường tố hay một đường cơn bão, có thể cuốn theo rồi ném một xuống một khoảng cách sau đó hoặc phá hủy mọi thứ, kể cả những tòa nhà được xây kiên cố. Nơi lốc xoáy cũng là hiện tượng khí tượng đặc biệt nguy hiểm, chỉ trong vòng một khoảng thời gian ngắn, nhưng nó sẽ khiến cho mái tôn của tòa nhà bị thổi bay và khiến cho cả khu vực mất điện cũng như là bầu trời trở nên đen kịt. Được biết, lốc xoáy hay là vòi rồng có những ống hút khổng lồ có thể cuốn sạch mọi thứ trên đường đi mà chúng gặp. Tuy nhiên, xoáy được mây dông hình thành một dạng đặc biệt là mây dông tích điện, một đám mây có thể kéo dài trong vài giờ. Xoáy tròn trong vùng có đường kính từ 10 đến 16 km, di chuyển cả trăm dặm và sinh ra vô số ống hút khổng lồ. Nguồn gốc của chúng là vùng khí hậu cắt nguồn khí nóng đi lên và luồng khí lạnh đi xuống. Mưa lũ vẫn đang hoành hành ở đất nước tỷ dân dữ dội không dứt mấy tháng qua. Dù người ta đã nói đến quá nhiều về sự cố con đập Tam Hiệp, nhưng với người dân Trung Quốc, nó không phải là đề tài nhàm chán, bởi đó là nguy cơ tiềm tàng bất chợt bùng nổ bất cứ lúc nào, khiến cho 600 triệu người phải lìa xa trái đất vĩnh viễn. Ngoài đề tài về đập Tam Hiệp bị vỡ, vẫn còn một đề tài nóng bỏng không kém nhưng vẫn liên quan đến mưa bão và con đập Tam Hiệp. Đó là làn sóng di dân Trung Quốc đang ùn tắc đổ về các tỉnh thành của Việt Nam để tránh họa diệt vong. Chạy đi đâu để tránh khỏi bị quân đội và công an Trung Quốc bắt vào tù? Chạy đi đâu cho thoát khỏi trận đại hồng thủy? Và chạy đi đâu để có công ăn việc làm, nuôi sống bản thân và gia đình đây? Hàng ngàn câu hỏi chạy đi đâu cho thoát đang bủa vây 600 triệu người Trung Quốc sống dưới vùng hạ lưu đập Tam Hiệp. Theo nhiều nguồn tin Trung Quốc đưa tin, chính quyền Trung Quốc đã ngăn cấm dân bản trốn khỏi địa phương nơi các tỉnh thành phía Bắc. Tuy nhiên, họ lại khuyến cáo người dân Trung Quốc chạy về phía Nam, tức là đường sang đất nước Việt Nam ta. Đảng Cộng sản Trung Quốc tuyên truyền Việt Nam là vùng đất hứa trong mơ của những người Trung Quốc. Điều này thật không có gì quá đáng, nhưng Đảng Cộng sản Trung Quốc tuyên truyền như vậy là có mục đích hẳn hoi. Nhiều người Việt Nam đặt câu hỏi tại sao những di dân Trung Quốc không chạy về miền Bắc giáp với Nga, Triều Tiên, Ấn Độ, Kazakhstan hoặc 14 nước có chung đường biên giới mà lại cứ phải chạy sang đất nước Việt Nam chúng ta là như thế nào? Vì rõ ràng Việt Nam chúng ta chỉ là một tỉnh lẻ của Trung Quốc thôi, đất nước Trung Quốc to lớn, rộng lớn như thế cơ mà. Nếu quý vị và các bạn đã đặt ra được những câu hỏi đó thì chắc chắn quý vị và các bạn đã hiểu được chính quyền Trung Quốc xua đuổi dân chạy về nước Việt Nam là có mục đích rõ ràng của họ, muốn xâm chiếm đất nước Việt Nam chúng ta. Đó là điều chắc chắn, không có gì để bàn cãi ở đây cả. Hiện nay Việt Nam chúng ta không thiếu gì những người Trung Quốc đã sang làm ăn buôn bán từ trước, nhưng di dân Trung Quốc đủ khôn ngoan để biết liên lạc với những người đó và họ phải thừa nhận rằng đúng là sang Việt Nam quá dễ kiếm tiền. Hơn nữa, chính sách cởi mở ưu tiên của người Trung Quốc ở Việt Nam quá hào phóng, khiến họ càng quyết tâm hơn trong việc tìm đến Việt Nam trú chân có thể hết quãng đời còn lại. Vì điều này mà cửa khẩu biên giới Việt Nam ùn tắc nhiều ngày nay. Trước đó, tất cả các cửa khẩu vùng biên giới hai nước đã mở cửa trở lại sau 3 năm đóng cửa vì dịch bệnh viêm phổi cấp.
nhưng trước làn sóng di dân Trung Quốc ồ ạt chạy vào Việt Nam nên chính phủ Việt Nam đã phải nhanh chóng đóng sầm cánh cửa lại. Thủ tướng Hun Sen của Campuchia và người Trung Quốc đã nói rằng việc Việt Nam đóng cửa biên giới là cắt đứt tình hữu nghị, hơn nữa là hành động vô nhân đạo, thấy chết mà không cứu. Nhưng cứu thế nào được, vì rõ ràng chẳng lẽ cứu giặc vào nhà để giặc cướp nhà của mình. Thủ tướng Campuchia còn nặng lời tuyên bố Việt Nam phải nhận ít nhất 6 triệu di dân Trung Quốc để trả ơn Trung Quốc vì đã giúp Việt Nam trong thời gian chống Mỹ cứu nước. Nếu Việt Nam đóng sập các cánh cửa biên giới, đó là một trong những hành động của những kẻ ăn cháo đa bát. Có lẽ cái bộ mặt của Thủ tướng Hun Sen trước đây đã phải bôi do chát chấu, chết biết bao nhiêu kem chống nhục. Nhưng cuối cùng, với những lớp kem đó cũng không thể mô tả được hết cái sự khủng khiếp của ông ta, một trong những thủ tướng hèn nhát. Người ta vẫn thường nói ông Hun Sen là tay chân thân tín của ông Tập Cận Bình, có lẽ cũng chẳng sai đâu. Kính thưa quý vị khán giả, ở đời có câu tiên trách kỷ hậu trách nhân. Có nghĩa nếu muốn trách người thì trước tiên hãy trách bản thân mình trước, mình phải sống như thế nào đó thì mới bị người ta đối xử như vậy. Nếu Trung Quốc là người trong sạch, không có dạ tâm thâm độc sâu kín trong câu chuyện di dân này thì có lẽ người Việt Nam chúng ta cũng chẳng bao giờ gây khó khăn gì đối với người Trung Quốc cả, bởi vốn dĩ người Việt Nam có lòng thương người hơn rất nhiều so với người Trung Quốc. Đặt ngược lại vấn đề, nếu Việt Nam là Trung Quốc và Trung Quốc là Việt Nam thì liệu Trung Quốc có mở cửa biên giới đón di dân Việt Nam và đất nước của Trung Quốc hay không? Chắc chắn là không bao giờ. Nói có sách thì mách có chứng, và đây là dẫn chứng. Đất nước Triều Tiên giáp với Trung Quốc, hàng năm có hàng ngàn người sang Trung Quốc để tìm đường đi tị nạn, nhưng tất cả những người chạy sang Trung Quốc đều bị quân đội của Trung Quốc bắn hạ hoặc bắt họ trao cho chính quyền của ông Kim Jong Un. Dẫu cho Trung Quốc biết chắc chắn rằng những người bị Trung Quốc trả về đó 100% không có cơ hội sống sót trên cõi đời. Còn một nguyên nhân khác nữa rất đơn giản mà chính quyền Trung Quốc có thể tự khắc phục được mà lại làm cho lòng dân yên ổn, đó là hãy chịu buông xuống trước ông trời, đừng đấu với trời với đất, bởi sức người thì có hạn, chẳng khác nào như là hạt cát trong sa mạc mênh mông khi bị mẹ thiên nhiên nổi giận. Nếu Đảng Cộng sản Trung Quốc chấp nhận phá bỏ con đập Tam Hiệp thì thời tiết sẽ được quay trở lại với chu kỳ bốn mùa thuận hòa như vốn trời đất đã sinh ra. Con đập Tam Hiệp chính là nguyên nhân gây nên mọi thảm họa cho người dân Trung Quốc. Điều đầu tiên mà ai cũng biết rằng con đập này đã chiếm 42 tỷ mét khối nước, làm chậm nhịp vòng quay của trái đất. Từ đó thời tiết thay đổi sinh ra mưa lũ, lũ lụt bất thường, khi mà mưa gió liên miên sẽ dẫn đến sạt lở đất và động đất. Từ động đất sinh ra vỡ đê, sóng thần, hố tử thần, núi lửa, dịch bệnh và các sinh vật lạ phát triển dẫn đến con đập Tam Hiệp sẽ bị vỡ. Ai cũng thấy rõ tai họa đó sắp giáng xuống đầu, nhưng mà ông Tập Cận Bình và Đảng Cộng sản Trung Quốc lại coi con đập là niềm tự hào của dân tộc. Cái lợi thì chẳng thấy đâu, nhưng cái hại thì lại dồn dập dẫn tới. Tuy nhiên Đảng Cộng sản Trung Quốc vẫn ôm lấy những điều hư danh cổ đại. Khi cho rằng con đập này phải 1.000 năm sau mới vỡ, họ đã chặn họng tất cả những nhà khoa học góp ý phải phá bỏ con đập. Hàng năm, hàng ngàn nhà khoa học ở Trung Quốc vì con đập này phải bỏ mạng hoặc chính quyền Trung Quốc cho vào nhà đá bóc lịch, không có ngày trở lại nhìn ánh nắng mặt trời nữa. Tất cả những điều này nói lên thảm họa là do Đảng Cộng sản Trung Quốc tự tạo ra và họ tự gánh lấy trách nhiệm. Họ không thể oán trách người Việt Nam khi không mở cửa biên giới đón di dân của họ. Việt Nam chúng tôi sẵn sàng hỗ trợ Trung Quốc bằng gạo, bằng tiền, bằng lương thực, bằng thực phẩm, chứ chúng tôi không bao giờ có ý định mở cửa biên giới đón tiếp người dân Trung Quốc qua đất nước Việt Nam chúng tôi. Và thông tin trên cũng đã kết thúc chương trình hôm nay của Tin Mới. Để không bỏ lỡ những thông tin của chúng tôi, quý vị hãy bấm like, share và subscribe để nhận được thông báo mới nhất khi chúng tôi phát sóng. Còn bây giờ xin thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Mọi ý kiến đóng góp của quý vị hãy để lại trong phần bình luận video này để chúng tôi có thể kịp thời giải đáp những thắc mắc giúp quý vị. Nếu quý vị thấy hay thì hãy ấn like và nhấn biểu tượng chuông phía dưới để không bỏ lỡ những video mới nhất của 30 tập chúng tôi nhé. Hẹn gặp lại quý vị trong các bản tin tiếp theo của Tin Mới.